Hello cả nhà, em xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà mình đã đến với kênh YouTube của em. Video ngày hôm nay thì cũng là như vậy thôi cả nhà, hàng sưu tầm. Mở đầu cái video thì em sẽ có một cái cây vàng đỏ xưa cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Đây, có hàng nụ này cả nhà. Anh chị nào mà muốn ngắm hoa về mình có thể chốt cái chậu này về ngắm hoa. Những cái chậu vàng đỏ xưa như thế này mình có thể chơi hoa được tầm hơn 1 tháng cả nhà nha. Bao cho cả nhà chơi tầm 1 tháng tới hơn 1 tháng. Chia sẻ thật sự với cả nhà luôn, cái cọng này lúc trước em mua một cái cọng cùi này thôi nè là 1,5 triệu á, cái chậu này em mua tổng là một giá là 1,5 triệu á. Bây giờ em trồng lên hai thân em bán 680 đó, cả nhà thấy là bán lan vậy là lời dữ chưa cả nhà, có lời chưa cả nhà. Nói cho vui thôi nha cả nhà, nhưng mà thật sự cái này giá trị của nó lúc trước em mua cái cọng này thôi là 1,5 triệu á. Anh chị nào chơi thì em chắc cuối cùng cô rằng anh chị mình sẽ biết thôi. Nhưng mà bây giờ thì giá nó nhẹ rồi, nó xuống rồi, dễ chơi rồi. Vàng đỏ xưa em bán chậu này là 680 ngàn. Anh chị mình thích chơi thì chốt nhanh giùm em nha, 680 ngàn đang nụ. Vàng đỏ xưa nhà em bán là chớp rất là sâu nha cả nhà. Cả nhà thấy cái đường chớp không? Nó sâu tới cái cuống hoa luôn nè, chứ không phải là nó chớp trên cái đầu nụ không đâu. Vàng đỏ xưa thì không phải cây nào cũng như cây nào đâu cả nhà. Có ngay cây sẽ chớp cạn, có cây sẽ chớp sâu. Riêng vàng đỏ xưa nhà em thì chớp rất là sâu, cho nên cả nhà mình cứ yên tâm nha. Chớp rất là sâu nha cả nhà, mặt bông đẹp. Anh chị nè, em có làm mấy chậu tác phẩm rồi, mấy mốt mà nó nở là nó vàng chét luôn, nó vàng rực luôn á. Em sẽ cho cả nhà mình cùng coi, bền lắm cả nhà. Cái cây Susan bên hông em nè cả nhà thấy không? Em làm video đang bông cả tháng mà bông còn tươi rói. Làm video một tháng rồi mà bông còn tươi rói luôn. Đợt này xong em thay chậu nè cả nhà, em để dành nếu mà bán không được là em chơi. Nhưng mà cái chậu này em cũng bán luôn nè. Anh chị nào thích thì có thể làm một cặp về chơi nha. Trời ơi đẹp quá, bền. Che hoài, có bông che hoài luôn cả nhà. Có bông làm mẫu hoài luôn. Rồi video ngày hôm nay là em sẽ lên hàng sưu tầm. Mở đầu cái video này em có một cái cây 158 cam gân cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Thì cái cây 158 cam gân này em chia sẻ hướng 2 lá nha cả nhà. Hướng 2 lá em bán là 1,250,000. Đây, cây 158 cam gân em bán cái lá vừa đang nở lá này và cái lá này. Và cái cây 158 cam gân này thì cái lá sau nó hết mắt rồi cả nhà. Cả nhà chỉ xài được hai lá này thôi. Em trồng ấm chậu rồi. Nếu mà cả nhà chốt về cả nhà có thể moi rễ ra nha. Và cả nhà lưu ý giùm em một điều rằng, nếu mùa này cả nhà anh chị nào mà mua hàng ở nhà em, đặc biệt là mua hướng hàng sưu tầm ở nhà em, về anh chị mình trồng, anh chị mình nhớ phủ dớn hoặc là sơ dừa giùm em để mình giữ ẩm cho cây nha. Tại vì cả nhà biết sao, mùa này hiện tại là bây giờ mùa nắng, thời tiết rất là khắc nghiệt và rất là oi bức. Nếu mà mình không phủ cây nó vẫn ra rễ bình thường, nhưng nó sẽ bị suy cây, nó mất cái lực của cây á cả nhà. Thứ nhất là thân nó sẽ bị teo tóp. Cái thứ hai nữa là lá nó cũng sẽ bị kiểu như nhăn nhăn lại á cả nhà, nhìn nó không có được bắt mắt. Cho nên là mình cứ phủ cho em, khi nào mà rễ nó ra ok rồi đó, nó có rễ để nó hút nước, là hút chất dinh dưỡng nuôi cái bản thân nó thì mình hãy bỏ ra. Hoặc tới mùa mưa cả nhà hãy bỏ ra hết giùm em để mình phòng tránh ẩm ướt quá cả nhà ha. Cái chậu 158 này thì nó sẽ có một cái hai vết thâm thâm ở đây nè cả nhà, nhưng mà không sao hết á. Nói chung là cái này là nó bị từ lúc mà cái thân mẹ luôn. Kiểu như cái cây này nó dậy sang hồi đó giờ em tách hướng nào em thấy nó cũng bị hết trơn cả nhà. Nhưng mà nó vẫn lên bình thường. Nếu như mà anh chị nào mà sợ mấy cái vết thâm này á, thì anh chị mình có thể bỏ qua cái cây này, không chốt cây này. Nhưng mà cái cây này thì rễ em trồng nó ok hết rồi, nó vẫn ra. Hiện tại em còn một tới hai hướng thì cái nào nó cũng bị hết cả nhà. Kiểu như nó thâm thâm trên cái thân như vậy nè, hình như cái cây này nó bị vậy á cả nhà ơi. Đó, nó bị lâu lắm luôn, cái này lâu lắm em không dám bán, em sợ này sợ kia á. Nhưng mà bây giờ em theo dõi thì em thấy nó bình thường. 1,250,000 cho hướng 158 cam gân. Anh chị mình thích sưu tầm hướng 158 cam gân thì anh chị mình chốt nhanh giùm em nha, 1,250,000. Tiếp theo em có một cái hướng đỏ này nè, 351. Đỏ tươi luôn cả nhà. Đỏ cháy luôn. Em bán hướng này là 750,000. Em có một cái hướng 351 như thế này, hướng hai lá dính một ngắt cắt, 750,000. Hiện tại lá đầu nó đang bật một lần hai mắt luôn rồi cả nhà. Lá đầu đang bật một lần hai mắt luôn. Anh chị nào thích sưu tầm cái hướng 351 đỏ tươi này thì chốt nhanh giùm em nha. Cây này là đỏ rất là tươi và hướng này rất là lực. Hướng này chiều cao tầm 40 nha cả nhà. 351 đỏ tươi. Cả nhà thích thì cả nhà chốt giùm em nha. Rất là đẹp cả nhà nha. Đây là cây 351. Đẹp. Trời ơi, bán cho cả nhà là em chỉ còn một lá này làm giống thôi nè. Cây này mấy năm trước em bán đắt lắm cả nhà ơi. Đó, anh chị mình thích thì anh chị mình chốt giùm em nha. Tiếp theo em có một cái cây này nè cả nhà. Ôi, hôm nay em mới lên được cái siêu phẩm này để chia sẻ cho cả nhà. Em có một cái mã T14 màu đỏ. Cái màu này nó cháy lắm cả nhà ơi. Và cái khuôn bông nó đẹp kinh khủng. Cánh thì dày dã man luôn cả nhà ơi. Ôi,
hoa mẫu nha cả nhà, hoa mẫu chính chủ luôn, hoa mẫu của em luôn, cho nên cả nhà mình cứ yên tâm. Đây, trời ơi, ở cây này nó mắt nó bự giữa giá man. Ở cây này một cây sẽ có ba mắt cả nhà, cái mắt gạo của nó to hơn cái mắt ngủ của những cây khác luôn. Em có một cái thướng T14 đỏ rất là đẹp. Cái này em bán theo thì tương lai nha. Cây này em chỉ có một hướng thôi. Anh chị nào thích thì chốt nhanh giùm em nha. Đây em có một chậu như thế này, em trồng thuần rồi. Và cái chậu này em trồng thuần bằng than, rễ ra trắng tinh luôn. T14 em bán nguyên một chậu này nha. Và cái mã T14 này trên thị trường rất là ít, chỉ có một số vườn làm kênh YouTube bán nha cả nhà. Cho nên cây này em xin phép không báo giá. Cả nhà đừng buồn em nha. Em báo giá là em bị ném đá, em buồn lắm cả nhà ơi. Thì đúng là thời buổi buôn bán khó khăn rồi cả nhà, cạnh tranh á, cho nên là mình mà sơ hở tí xíu có là bị người ta chặt chém liền. T14 cả nhà trồng tầm cái măng này, cả nhà trồng tầm một tháng nữa cả nhà sẽ được 4 lá, rất là lợi luôn nha. Anh chị mình thích siêu tầm cái mã T14 này thì em mời cả nhà mình cùng lên đơn, rất là đẹp. Em có cái cây 158 nè cả nhà. 158 này là hoa to 16 xăng, vàng lưỡi đỏ, rất là đẹp luôn. 158 nha cả nhà ơi. Cái này thì em sẽ bán 158 này cả nhà sẽ được xài được hai lá nhỏ như thế này, hai lá nhỏ. Cái hướng 158 này em chia sẻ với cả nhà là 1.800.000. 1.800.000 nha cả nhà ơi. Đây. Cả nhà sẽ xài được hai cái lá nhỏ này. Những cái lá bự này thì nó chỉ còn mắt gạo thôi. Và những cái lá bự này mắt gạo nó cũng đang phúng nè. Nhưng mà cây này ngon lành cái là rễ rất là mạnh luôn. Nè cả nhà thấy rễ không? 1.800.000 cho cái hướng 158 bông 16 xăng vàng lưỡi đỏ. Anh chị mình thích siêu tầm chốt cái hướng 158 này thì anh chị mình chốt nhanh giùm em nha. Giá là 1.800.000 cả nhà nha. Bông rất là đẹp, rất là to luôn nè cả nhà. Và đặc biệt cây em trồng rất là lực luôn, rễ nè. Tuy là những cái thân đầu nó lùng lùng như nó đang bật măng nè cả nhà ơi, bật mầm quá trời măng, quá trời mầm luôn. Bật một lúc hai măng bên đây nè. Cái này nó đẻ là nó sẽ đẻ đôi, cho nên cả nhà trồng cây này nó sẽ rất là nhanh. 158 em bán chậu này là 1.800.000 cả nhà nha. Em còn một chậu, chậu này chậu gì em quên rồi ta. Tự nhiên quên. Hắc tướng ngàn đô. Nguyên một cái chậu này thì cả nhà sẽ xài được từ 2 tới 3 lá. Trời ơi, nguyên chậu này cả nhà sẽ xài được 3 lá đầu. 3 lá đầu nha cả nhà. Còn này ở này nó mọc sâu quá em không thấy được rồi. Ba lá sau là coi như em không tính, tại vì em không có thấy được cái măng cái mầm thì em không có tính cho cả nhà. Em bán một chậu hắc tướng ngàn đô. Ba lá đầu như thế này, nói chung bán hết chậu này, xài được ba lá đầu còn nguyên zin. Đây là một cái cây hắc tướng trong dòng hắc tướng rất là xiên bông. Cả nhà cứ nghe hắc lai tướng là cả nhà chốt giùm em, màu cam rất là đẹp luôn nha. Cây này là một cái cây màu cam cực kỳ đẹp luôn, tươi lắm cả nhà nha. Cây này thì em chia mua nguyên một chậu như thế này, xài được 3 lá đầu nha cả nhà. Nguyên một chậu như thế này em chia sẻ với cả nhà là 1.500.000 bao ship. Anh chị mình thích siêu tầm cái chậu hắc tướng ngàn đô này thì anh chị mình chốt giùm em nha. Hắc tướng ngàn đô cả nhà nha. Rồi em lại có một cái siêu phẩm này nữa, hắc lai tướng này nữa. Hắc lai tướng này á thì em chia nguyên chậu như thế này. Trong các dòng hắc lai tướng cả nhà biết rồi đó, hắc lai tướng thì giá nó không có cao y như là cái dòng 158 hay những cái dòng khác. Nhưng để nói về cái cây VIP nha cả nhà, để nói về một cái cây VIP hoặc để tìm một cái cây hắc lai tướng mà có khuôn bông khác biệt với cái cây hắc lai tướng này thì cả nhà sẽ rất là khó tìm ra luôn. Cái cây hắc lai tướng này ở trên cái lưỡi nó sẽ có một cái hình y như con bướm đậu trên cái dòng cái lưỡi của nó luôn cả nhà, rất là đẹp. Em bán nguyên chậu như thế này, anh chị mình thích siêu tầm thì anh chị mình chốt cái chậu hắc lai tướng giùm em nha cả nhà. Rất là đẹp luôn và cây này rất là xiên bông. Đợt trước em mua được hai hướng bự mà hai hướng bự đều hoa có hai lá. Sau này về em trồng á nó bị mất lực cả nhà. Lá hai lá sau ra nó chưa có hoa nổi nhưng mà cây này rất là xiên bông. Em bán nguyên chậu như thế này và đây là một cái cây hắc lai tướng VIP, cả nhà có chốt cả nhà chốt hắc lai tướng VIP giùm em nha. Rất là đẹp và rất là xuất sắc luôn. Cây này rất là khó tìm trên thị trường. Cả nhà search Facebook cả nhà không thấy hắc lai tướng này đâu. Bởi vì nó rất là ít và nó không có. Thậm chí có những anh chị chưa biết tới cây hắc lai tướng này luôn nha. Nếu anh chị nào chưa có dòng hắc lai tướng thì anh chị mình có thể lấn sân qua cây này chơi. Và
Cả nhà biết rồi đó, hắc lai tướng là một cái dòng nó siêu xiên bông mà. Mình nghe cái mã đó là mình biết nó xiên bông rồi. Mình không cần phải lăn tăn về cái mức độ lì bông đồ này kia kia nọ hết cả nhà ha. Rồi video em sẽ làm tới đây thôi. Mong là cả nhà mình sẽ ủng hộ em, chia sẻ cái video cho em, đăng ký kênh YouTube của em. Và nhân đây thì em cũng xin chia sẻ một cái số thắc mắc cho những anh chị mà hay comment lên cái kênh của em là bán hàng ở gì mà hay mấy bữa nay em thấy có những anh chị hay comment lên cái kênh của em là cái gì? Bán hàng mắc quá, bán hàng cắt cổ quá. Nhưng mà trộm vía, bù lại có những anh chị rất là thương em. Thấy những anh chị đó comment như vậy thì cũng vào kiểu như là comment lại. Có nghĩa là những anh chị khách hàng của em đã chơi rồi, đã biết, sẽ biết là cái mức độ, cái giá tiền đó là nó xứng đáng với những cái mặt hàng sưu tầm. Thật là nói chung là em cảm ơn nhiều lắm cả nhà, vì cả nhà đã hiểu em. Nhưng mà cả nhà biết sao, chắc có lẽ những anh chị mà hay comment lên cái kênh của em nói mắc này kia thì em nghĩ là chắc là anh chị mình chưa có tìm hiểu sâu về cái bộ môn cách lây da này đâu cả nhà. Như em hay nói với cả nhà đó, bộ môn cách lây da này có cây mắc cũng có cây rẻ. Nếu mình không thích chơi cây mắc thì mình chơi cây rẻ, đơn giản vậy thôi cả nhà. Còn nếu như mà mình cảm thấy cái video của em nghe mà mình coi mà mình nghe mình cảm thấy bực bội, khó chịu trong người quá thì mình có thể tìm một cái video khác để mình xem cả nhà. Bởi vì kênh YouTube, mạng xã hội là cái nơi để giải trí. Mình cái thời gian mình để dành giải trí thì mình nên tìm những cái video nào mình coi mình cảm thấy mà mình thư giãn đầu óc quá cả nhà. Chứ ví dụ như mà mình lướt chúng cái video của em, mình thấy là mắc quá, tức quá, cho nên comment lên thì thôi mình bỏ qua đi cả nhà. Nói chung là mình luôn tìm cái sự bình yên đối với cái bản thân mình thôi. Mình cảm thấy mình coi không nổi, mình khó coi quá thì bỏ qua cho em cả nhà, đừng coi nữa. Bởi vì mình coi như thế mình bực bội mà, đúng không cả nhà? Có những anh chị kêu là những cái mặt hàng này trên thị trường người ta bán 100, 130 là chuyện bình thường. Em xin thưa luôn là cả nhà biết sao, cách lây da 100, 130 là cái chuyện bình thường. Nhưng quan trọng là 100, 130 cả nhà bỏ ra, cả nhà có tìm được những cái mặt bông đặc sắc như thế không? Nếu như mà 100, 130 thì em đi nhập về em bán chứ tội gì mà em phải bán chán trên trời. Bán cái kiểu đó là em giàu chết luôn cả nhà. Nếu mà bán như cái kiểu như mà anh chị mình nói thì giờ em không có còn bán đâu cả nhà. Tại vì em bán tầm bậy tầm bạ làm sao mà em bán lâu dài được, đúng không cả nhà? Những cái mặt bông hàng sưu tầm của người ta như vậy mà đem bán 130 mới là có vấn đề. Và em xin nhấn mạnh một câu với cả nhà như thế này nữa. Một cái bông cách ly da đẹp, một cái mặt hàng sưu tầm đẹp, cái giá mắc là chuyện bình thường nha cả nhà. Còn nếu như mà em bán với một cái giá rẻ mới là cái chuyện bất bình thường, đúng không cả nhà? Em chỉ nói đơn giản vậy thôi, cả nhà cứ ngẫm kỹ hai cái câu giùm em. Cây đẹp bán giá mắc là chuyện bình thường, còn nếu như mà cây đẹp mà em đi bán với một cái giá rẻ là bất bình thường. Bán như vậy thì sẽ không trụ cột được lâu dài đâu cả nhà, thật sự. Phải làm sao mới bán rẻ, đúng không cả nhà? Thì em chỉ nói sơ sơ vậy thôi, cả nhà cứ ngẫm. Và những anh chị mà hay thắc mắc về em bán hàng mắc á, anh chị mình cứ ngẫm giùm em thử xem có đúng hay không. Nói chung em nói vui thôi chứ em không có ý gì đâu cả nhà. Em biết là anh chị mình chưa có tìm hiểu sâu cho nên anh chị mình mới nói như vậy thôi. Cái gì trên thị trường mà nó không có mắc có rẻ cả nhà? Quần áo cũng có mắc có rẻ, cũng có hàng phách, hàng thiệt, hàng phách. Cái gì nó cũng sẽ có đít và có đát hết á cả nhà. Nói về tiếng Anh thì cái gì nó cũng sẽ có đít và có đát hết á. Ngay cả cái xe máy cũng có xe chịn, xe xịn, xe dỗm mà, đúng không cả nhà? Cái gì nó cũng có hết trơn á, chứ không phải là không có. Trên xã hội này bây giờ cái gì trường hợp nào nó cũng có hết trơn. Nhưng mà với bản thân em, để em trụ cột cái kênh YouTube của em 5-7 năm nay thì cả nhà biết thì em buôn bán sao em mới trụ cột nổi. Còn nếu như mà nói về hàng đẹp mà em đi bán 100 mấy là thật sự với cả nhà là em bay màu lâu lắm rồi. Thì em nói vậy thôi cả nhà có thể tham khảo và suy nghĩ cả nhà ha. Nói chung là thật sự mà tự nhiên à. Nói chung là em cũng rất là cảm ơn những anh chị đó comment lên cái kênh em luôn. Em sẽ tu ai có comment là mắc hay rẻ gì, nói chung là em sẽ tiếp thu hết cả nhà. Rồi dần dần em sẽ đúc kết, em rút ra một cái bài học kinh nghiệm của em. Rồi dần dần em sẽ rút kinh nghiệm và em sẽ hoàn thiện cái bản thân của em hơn, hoàn thiện cái kênh YouTube của em hơn. Không sao cả cả nhà, dĩ nhiên cái gì nó cũng có hai mặt, mặt trái và mặt phải hết trơn á. Có người khen thì phải có người chê nha cả nhà. Khen hết cũng là một cái vấn đề kỳ cục đó cả nhà. Thật sự mà nói như vậy, khen hết cũng không được nữa. Phải có người khen và có người chê. Và không bao giờ mà ai hoàn thiện cả đâu cả nhà, đúng không cả nhà? Rồi video này em nói vui và tâm sự với cả nhà chút như vậy nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn luôn đồng hành cùng cái kênh của em. Trân trọng và biết ơn tình cảm cả nhà đã luôn luôn dành cho em nha. Bởi vậy cả nhà thấy đi, xem kênh YouTube không có ai mà sale bao nhiêu bằng em hết á. Cứ những lễ dịp Tết là em sale à. Tại vì em biết là khách hàng rất là thương em.
Thì em nói chung là giữa em và khách hàng, nói chung người Bắc, người Nam, người Trung, người Nam đùm lum la hết miền này miền kia. Em không có cách gì để tri ân với cả nhà, thì em chỉ có một cách là em sale lan và em giảm giá cho cả nhà thôi. Thôi em làm video tới đây thôi nha. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video sau. Bye bye cả nhà mình nha.